Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Lúc 9 giờ 50 phút sáng ngày 18 tháng 2, tại km 48 180 cao tốc Cam Lộ La Sơn, thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thông tin ban đầu, xe đầu kéo 63C-13659 kéo theo rơ móc 63R-00227 lưu thông theo hướng Nam Bắc đến vị trí trên và chạm với ô tô 36A-48567 chạy cùng chiều, gây tai nạn liên hoàn với ô tô 63H-00568. Tại hiện trường, xe đầu kéo và xe tải va chạm hư hỏng nằm chắn ngang đường, xe con bẹp rúm. Thông tin ban đầu, có một người tử vong, hai người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đang tiến hành công tác cứu hộ và xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe khách và ba ô tô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hướng từ tỉnh Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác định chiếc xe khách giường nằm va chạm với ba ô tô. Sau vụ va chạm, có hai ô tô tông vào giải phân cách hư hỏng nặng, một ô tô còn lại bị văng ra khỏi làn cao tốc hư hỏng. Sau va chạm, những người trong các xe ô tô bị tai nạn được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Sau tai nạn, những người trong hai ô tô bị tông dính vào giải phân cách được những người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Một người bị thương nhẹ, những người khác bị xây sát, còn người trong ô tô bị tông văng ra khỏi đường cao tốc cũng may mắn được mọi người cứu ra ngoài không bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông tránh tình trạng xe dồn ứ. Theo đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thời điểm này lượng phương tiện trên cao tốc đang khá đông do người dân từ các tỉnh thành quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau Tết. Để hạn chế tình trạng dòng xe ô tô dồn ứ, lực lượng chức năng đang tạm đóng đường tại nút giao quốc lộ 1 đoạn km 63 hướng Phan Thiết đi Dầu Giây. Các phương tiện sẽ đi ra quốc lộ 1 để về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn tại km 63 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dòng ô tô di chuyển chậm nối đuôi nhau kéo dài hơn 4 km. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đại diện đội 6 cho biết các lực lượng Cục Cảnh sát Giao thông và các đơn vị chức năng tỉnh Đồng Nai đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn. Các xe hướng từ các tỉnh, thành miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh đã được di chuyển vào cao tốc. Cũng theo đại diện đội 6, nếu thấy tình hình cao tốc hướng về thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ thì tiếp tục đóng cao tốc, phân luồng ra các nút giao đường nhánh để giảm tải. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai trong dịp Tết Nguyên đán khiến 4 người tử vong tại chỗ đã gây rúng động dư luận. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu điều tra khẩn trương và xử lý nghiêm minh, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về an toàn giao thông. Song, điều gì đang chờ đợi phía sau vụ việc này khi hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm của những người liên quan trong phút giây sống còn trên đường cao tốc? Hồi 15 giờ 40 phút ngày 14 tháng 2 năm 2024, tại km 261 700 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 24C-08991 của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà sạch Lào Cai do Nghiêm Văn Bắc, sinh năm 1991, trú tại tổ 6, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai điều khiển hướng Lào Cai - Hà Nội. Trên xe chở hai người gồm Phạm Quốc Tuấn, sinh năm 1983, trú tại tổ 16, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, và Lê Quang Thoại, sinh năm 1990, trú tại tổ 24, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, với hai xe mô tô đi hướng ngược chiều. Cụ thể, xe mô tô biển kiểm soát 24HB-09908, trên xe có Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 2011, trú tại tổ 11 thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở thị trấn Bát Sát, và Trần Anh Minh, sinh năm 2007, trú tại tổ 2 thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, đã nghỉ học, và xe mô tô biển kiểm soát 24B-105791, trên xe có Đặng Tuấn Anh, sinh năm 2006, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, đã nghỉ học, và Phan Khánh Ngọc, sinh năm 2009, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở xã Cốc Mì. Hậu quả, 4 người đi trên 2 xe mô tô tử vong tại hiện trường, 2 xe mô tô, 1 xe ô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định 2 xe mô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc. Sau khi nhận được thông tin, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông chống ùn tắc trên đường cao tốc.
Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản khẩn số 698 UBNZXG ngày 15 tháng 2 năm 2024 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261+700, cao tốc Nội Bài Lào Cai chiều ngày 14 tháng 2 năm 2024. Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các sở ngành địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261+700, cao tốc Nội Bài Lào Cai và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, lạng lách, đánh võng. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin với Cục Cảnh sát Giao thông trong công tác tuần tra xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận tỉnh Lào Cai. Phối hợp kiểm tra, rà soát các bất cập, điểm đen về tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận tỉnh Lào Cai để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời. Đẩy mạnh phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông trong trường học theo chương trình phối hợp số 11 BGJDT ngày 19 tháng 10 năm 2022 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra trường Trung học cơ sở thị trấn Bát Sát, Trung học cơ sở Cốc Mì trong việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra trước ngày 7 tháng 3 năm 2024. Tăng cường quán triệt tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định, tuân thủ quy định tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn với xe mô tô, xe máy điện, xe đạp phù hợp với từng cấp học. Yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục trước mỗi kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè, khuyến cáo hướng dẫn học sinh các trường về những nguy cơ xảy ra mất trật tự an toàn giao thông, các quy định, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Phối hợp với cha mẹ học sinh, tổ chức ký cam kết về việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Cha mẹ, gia đình có trách nhiệm phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trước khi cho phép con em mình điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố có đường cao tốc chạy qua, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, thành phố Lào Cai, chủ trì phối hợp với VEC, tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hành lang đường cao tốc đi qua địa phận địa phương quản lý, thống kê các vị trí lối đi tự mở, phá rào, hộ lan, các điểm vi phạm hành lang đường cao tốc gửi về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 6 tháng 3 năm 2024 để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có phương án xử lý. Tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trên đường cao tốc. Có phương án ngăn chặn, xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng người dân xe ôm đi vào đường cao tốc. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình mới, chủ động có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đẩy lùi giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an duy trì tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tuyến đường quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc, đặc biệt đối với các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như đi ngược chiều, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, đón trả khách trên đường cao tốc. Kiểm soát chặt chẽ không cho người dân đi bộ, đi xe máy vào đường cao tốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
đề nghị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường quản lý hành lang đường cao tốc. Đối với các hành vi phá rào đi vào đường cao tốc, đi xe máy vào đường cao tốc, thống kê, cung cấp hình ảnh gửi về chính quyền địa phương đề nghị xử lý theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.